Khi ấy, Đức Giê-xu nói với người Pha-ri-sêu dụ ngôn sau đây: Có một ông nhà giàu kia mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là La-za-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm kẻ chốc anh ta. Thế rồi người nghèo này chết và được thiên thần đem vào lòng ông Abraham. Ông nhà giàu cũng chết và người ta đem chôn. Dưới âm phủ đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên thấy tổ phụ Abraham ở tận đằng xa và thấy anh Lazaro trong lòng tổ phụ. Bấy giờ ông ta kêu lên: Lạy tổ phụ Abraham, xin thương xót con và sai anh Lazaro nhúng đầu ngón tay vào nước nhỏ trên lưỡi con cho mát, vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm. Ông Abraham đáp: Con ơi, hãy nhớ lại, suốt đời con đã nhận phần phước của con rồi. Còn Lazaro suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ Lazaro được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được. Ông nhà giàu nói: Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh Lazaro đến nhà cha con, vì con hiện còn 5 người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình này. Ông Abraham đáp: Chúng đã có Môsê và các ngôn sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó. Ông nhà giàu nói: Thưa tổ phụ Abraham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ thì họ sẽ ăn năn sám hối. Ông Abraham đáp: Môsê và các ngôn sứ mà họ chẳng chịu nghe thì người chết có sống lại họ cũng chẳng chịu tin. Đó là lời Chúa. Kính thưa ông bà và anh chị em, cách đi ông bà và anh chị em không cùng tôn giáo với chúng tôi đến hiệp ý dâng thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình cho quê hương đất nước chúng ta. Thưa ông bà và anh chị em, tác giả Thánh Vịnh 119 xác tín: Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Mỗi lần chúng ta tham dự thánh lễ là mỗi lần chúng ta được mời gọi xác tín rằng Thiên Chúa hướng dẫn chúng ta qua lời của Người. Và hơn lúc nào hết, mỗi lần chúng ta tham dự thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình, chúng ta xác tín lời Thiên Chúa qua các bài đọc kinh thánh mà giáo hội cho chúng ta nghe đọc. Đó chính là ngọn đèn, là ánh sáng soi cho chúng ta biết phải suy nghĩ gì, phải hành động ra sao trong giai đoạn hiện tại, với tư cách là một Kitô hữu góp phần xây dựng cho quê hương đất nước. Lời Chúa nói với chúng ta điều gì hôm nay, thưa ông bà và anh chị em? Bài đọc thứ nhất trên sách Ngôn Sứ A-mốt và bài Tin Mừng theo Thánh Luca có một điểm chung là tương lai vận mạng của những người giàu có sống xa hoa mà không đoái hoài gì đến tương lai của cộng đồng, không đoái hoài gì đến người cùng khổ, đều phải trả một giá rất đắt. Họ phải chịu cảnh lưu đày làm tôi cho người khác. Họ phải sống trong tình trạng đau khổ xa cách Thiên Chúa. Bài đọc thứ nhất qua miệng ngôn sứ A-mốt: Thiên Chúa phán, khốn cho các ngươi là những kẻ phú quý ở Sion và tự kiêu trên núi Samaria. Các ngươi nằm ngủ trên giường ngà, mê đắm trên ghế dài, ăn chiên con và bêu béo trong đàn, ca hát theo tiếng đàn cầm thụ, dùng chén lớn uống rượu, lấy dầu hảo hạng sức trên mình, nhưng chẳng thương hại gì đến nỗi băn khoăn của Giuse.
Những con người đó giờ họ phải lưu đày và đi đầu trong các kẻ lưu đày. Bài tin mừng theo Thánh Luca chúng ta vừa nghe đọc: người phú hộ vận toàn gấm vóc lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình, bên cạnh mình là người hành khất nghèo khổ, bệnh tật có tên là Lazaro. Người phú hộ này chết được chôn cất đầy đủ, nhưng thay vì được hưởng niềm vui nước trời trong lòng Abraham, thì ông lại phải rơi vào cảnh hóa ngục, tình trạng tồi tệ, phải quằn quại trong lửa, muốn có giọt nước làm mắt lưỡi mà cũng không được. Thưa ông bà và anh chị em, những người phải lưu đầy mà sách ngôn sứ A-mốt nói đến, họ đã sống phú quý xa hoa nhờ những đồng tiền bất chính. Họ không đoái hoài gì đến tình cảnh nguy khốn của quê hương đất nước họ. Bài đọc trích sách A-mốt Chủ nhật tuần trước cho biết, họ đàn áp kẻ nghèo khó, tiêu diệt những kẻ bần cùng trong nước. Họ tăng giá làm cân giả, họ lấy tiền mua kẻ nghèo, lấy dép đổi người túng thiếu. Bài đọc trích sách ngôn sứ A-mốt hôm nay tiếp tục kể tội họ. Họ chẳng thương hại, chẳng đau lòng trước cảnh nhà Giuse, trước cảnh đất nước của họ phải sụp đổ. Còn người phú hộ trong bài tin mừng Luca, ông mặc gấm vóc lụa là yến tiệc linh đình. Tác giả Luca không khẳng định, không nói cho chúng ta biết sự giàu có của ông đến từ sự bất chính, đàn áp bóc lột kẻ khác. Không, tác giả Luca không nói cho chúng ta sự bất chính của ông. Ấy vậy mà ông phải chịu cảnh đọa đày, phải vào hóa ngục, phải quằn quại trong lửa. Ông lãnh nhận hậu quả không khác những kẻ mà ngôn sứ A-mốt lên án, những kẻ đàn áp kẻ nghèo khó, tiêu diệt kẻ bần cùng. Vì sao vậy thưa ông bà và anh chị em? Thiên Chúa mà chúng ta tôn thờ, Ngài là một vị Thiên Chúa nhiều chuyện. Ngài không chấp nhận, không để yên cho những ai dửng dưng thờ ơ với anh chị em của mình, nhất là với những người nghèo khổ. Thiên Chúa đã dựng nên con người với phẩm giá cao quý của mỗi người rất riêng biệt, nhưng Ngài cũng dựng nên họ trong tư cách là một cộng đồng xã hội có mối tương quan liên hệ. Con người được cứu độ cùng với anh chị em của mình, chứ không phải là những cá nhân riêng lẻ. Thiên Chúa mà chúng ta tôn thờ, Ngài đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Ngài đã đồng hóa mình với từng khuôn mặt, từng vận mạng của mỗi người, nhất là những người nghèo khổ, những người bị các cơ chế xã hội loại trừ, quên lãng. Chúa Giêsu khẳng định, trong ngày phán xét, Thiên Chúa sẽ chất vấn: khi ta đói các ngươi đã không cho ăn, ta khát các ngươi đã không cho uống, ta trần truồng các ngươi đã không cho áo mặc, ta bị cầm tù các ngươi đã không viếng thăm. Bởi mỗi lần các ngươi không làm cho một trong những kẻ bé mọn nhất là các ngươi không làm cho chính ta vậy. Thiên Chúa của chúng ta là vậy thưa ông bà và anh chị em. Ngài đã chết và sống lại để ban ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại. Ý định của Ngài là mọi người được hưởng ơn cứu độ. Ngài là trưởng tử, là anh cả mà mỗi người chúng ta là anh chị em với nhau trong Ngài. Do vậy thưa ông bà và anh chị em, Thiên Chúa không cho phép và không chấp nhận những ông phú hộ đóng kín cửa nhà, bịt mắt bưng tai trước anh Lazaro khốn khổ bên nhà của mình. Lazaro mình đầy ghẻ chốc, ước được những mùn bánh từ bàn ăn rớt xuống để ăn cho đỡ đói, nhưng không ai thèm cho. Những con chó đến liếm ghẻ chốc của anh ta. Tình cảnh bi đát của Lazaro đã không được người phú hộ giàu có đoái hoài tới. Ông không nhìn thấy Lazaro, ông không nghe thấy tiếng kêu cứu của Lazaro. Tội của ông là tội thờ ơ, đóng sập cửa nhà mình, lòng mình. Đó là hình thức loại trừ người khác, coi người khác không dính dự đến cuộc đời của mình. Người phú hộ bị kết án vì không coi Lazaro đang hiện hữu. Ông không coi Lazaro nghèo khổ bên cổng nhà mình là một con người với tất cả phẩm giá mà Thiên Chúa đã ban tặng. Thưa ông bà và anh chị em, thảm họa môi trường xảy ra tại các tỉnh miền Trung đến nay đã hơn 5 tháng. Tập đoàn Formosa ở tỉnh đã nhận trách nhiệm gây ra thảm họa này. Báo cáo của Chính phủ trước Quốc hội cuối tháng 7 vừa qua
khẳng định trong tháng 8 năm 2016 này, việc bồi thường thiệt hại sẽ đến được với người dân, sẽ làm rõ trách nhiệm đối với các quan chức để xảy ra thảm họa. Nhưng vào thời điểm hiện tại, thảm họa môi trường Formosa đã không được những người có trách nhiệm quan tâm đúng mức. Vụ việc dường như dần chìm xuồng, chẳng mấy khi được nhắc đến. Thông tin về mức độ ô nhiễm, thiệt hại, mù mờ và hậu quả thì người dân, những người ngư dân trực tiếp phải gánh chịu. Hiện người dân tại các tỉnh miền Trung vẫn chưa nhận được bất cứ đồng tiền đền bù nào trong tổng số 500 triệu USD mà Formosa đã chi trả. Tại một số địa phương như Đông Yên, Kỳ Lợi, người dân chỉ nhận được một số ít gạo mốc từ ngân sách gọi là đền bù thiệt hại cho họ. Thưa ông bà và anh chị em, ngư dân tại các tỉnh miền Trung chính là hình ảnh đại diện của người nghèo Lazaro. Tình cảnh khốn khó của họ, thất nghiệp rơi vào bần cùng, trẻ em thất học, thanh niên phải tha hương. Nhưng ông Trọc Phú đang có quyền lợi trực tiếp hay gián tiếp tại Formosa đã đóng cổng nhà mình, đóng lòng mình để không còn nhìn thấy cảnh khổ cực của các ngư dân. Họ không nghe tiếng kêu cứu của ngư dân, thậm chí còn dùng mọi thủ đoạn dập tắt tiếng kêu cứu của anh chị em nơi đây. Nếu chúng ta không lên tiếng, nếu chúng ta thờ ơ với thảm họa đã và đang đẩy người dân miền Trung, đẩy người dân Việt vào cảnh thất nghiệp bần cùng, phải ăn thực phẩm, cá tôm, cua ghẹ, muối mắm nhiễm độc, chúng ta cũng đang trở thành những phú hộ như bài tin mừng hôm nay đề cập tới. Thiên Chúa Ngài sẽ không chấp nhận, Ngài sẽ lên án chúng ta, thương bảo và anh chị em. Phần thứ hai trong bài tin mừng hôm nay, ông phú hộ đã xin Abraham sai Lazaro đến nhà cha mình để cảnh cáo, kẻo họ cũng sa vào chốn cực hình. Tổ phụ Abraham đáp: chúng đã có Môi-se và các tiên tri, chúng hãy nghe các ngài. Bởi nếu chúng không chịu nghe Môi-se và các tiên tri, thì cho dù kẻ chết có sống lại đi nữa, chúng cũng chẳng chịu nghe. Chúng ta thường mong đợi phép lạ, nhưng chúng ta quên rằng phép lạ mà Thiên Chúa ban cho chúng ta trước hết chính là những gì chúng ta đang có. Đó chính là lời Chúa và những hướng dẫn giáo huấn của giáo hội. Đó chính là những anh chị em đầy lòng can đảm, những anh chị em thành tâm thiện trí thúc đẩy cho công lý và hòa bình. Điều quan trọng là chúng ta cần lắng nghe, cộng tác cùng nhau hành động. Những ngày tới sẽ có hàng nghìn hồ sơ của anh chị em tại các tỉnh miền Trung khởi kiện tập đoàn Formosa. Chúng ta đã nghe biết, ngày 22 tháng 9, Linh Mục Phêrô Trần Đình Lai, Quản sứ Đông Yên và Luật sư Trần Vũ Hải, Hà Nội cùng đại diện cho hơn 1.000 hộ dân tại Kỳ Lợi, Kỳ Anh, Hà Tĩnh đồng ký tên gửi Chính phủ và Quốc hội yêu cầu xem xét để giải quyết nhanh chóng việc chi trả bồi thường thiệt hại. Ngày mai 26 tháng 9, Linh Mục An Tôn Đặng Hữu Nam, Quản sứ Phú Yên, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An sẽ cùng khoảng 600 hộ ngư dân lương giáo sẽ đồng loạt nộp đơn khởi kiện Formosa tại Tòa án Nhân dân thị xã Kỳ Anh để đòi minh bạch thông tin yêu cầu Formosa đền bù thiệt hại. Thiết nghĩ kiện Formosa, đó là hành động nghe Môi-se và các ngôn sứ để khỏi rơi vào tình cảnh của người phú hộ mà chịu án phạt lửa hỏa ngục, chịu cảnh khốn khổ ngay ở đời này và cả đời sau. Đức cha Mikael Hoàng Đức Oanh, nguyên giám mục giáo phận Kon Tum, khi tới thăm giáo xứ Phú Yên, giáo phận Vinh vào ngày 21 tháng 9 vừa qua, xác tín rằng kiện Formosa không chỉ cho chúng ta mà còn cho con cháu thế hệ tương lai và còn là việc làm ích quốc lợi dân. Anh chị em đang làm một việc hợp đạo lý và làm sáng danh Chúa. Kiện Formosa là để cứu anh chị em chúng ta và cứu cả họ. Cứu họ để họ không tiếp tục làm điều xấu xa nữa. Chấm dứt việc tác hại cho anh chị em, không phải chỉ hôm nay, không phải chỉ cho 4 tỉnh miền Trung, không phải chỉ 50 năm, mà là lâu dài. Kiện Formosa là cứu cả dân tộc này.
Thưa ông bà và anh chị em, nếu không lên tiếng và hành động, thảm họa môi trường Formosa sẽ chìm xuống. Người dân miền Trung sẽ lãnh hậu quả là thất nghiệp, nghèo khổ. Cả dân tộc này sẽ bị đầu độc bởi cá, muối, mắm nhiễm độc tố. Không chỉ là thảm họa môi trường Formosa đâu thưa anh chị em, nếu không lên tiếng và hành động, con em chúng ta sẽ tiếp tục trở thành công cụ thử nghiệm của nền giáo dục lạc hậu, lỗi thời, vô trách nhiệm mà chúng ta vẫn đang nghe. Nếu không lên tiếng, phẩm giá con người và những quyền cơ bản của người dân, của mỗi người chúng ta tiếp tục bị xúc phạm. Nếu không lên tiếng và hành động, mỗi ngày sẽ có thêm những Lazaro khốn khổ, nghèo hèn, bệnh tật và xuất hiện thêm những trọc phú nhờ tham nhũng bóc lột của người dân. Nếu không lên tiếng và hành động, một ngày không xa, chúng ta có thể sẽ phải lưu đày và đi đầu trong những kẻ lưu đày, đôi khi là lưu đày trên chính quê hương đất nước của mình. Và nếu không lên tiếng và hành động, ông bà và anh chị em cứ thử suy xét chúng ta sẽ rơi vào hoàn cảnh nào. Thưa ông bà và anh chị em, bài đọc thứ hai trong thánh lễ hôm nay, Thánh Phaolô nói với người môn đệ thân tín Timôthê, cũng là nói với mỗi chúng ta, hãy chiến đấu trong cuộc chiến đấu chính nghĩa của đức tin. Nguyện xin Chúa là đấng đồng hóa mình với những người nghèo khổ, xin Ngài ban sức mạnh, lòng can đảm để chúng ta liên đới với anh chị em của mình, chiến đấu trong cuộc chiến đấu chính nghĩa của đức tin, liên đới với anh chị em ngư dân tại miền Trung trong hành trình đi tìm công lý. Xin cho mỗi người chúng ta biết sử dụng những phương tiện hữu hiệu phù hợp với tin mừng mà Chúa đã ban cho để dấn thân thúc đẩy cho công bằng, tự do, dân chủ, nhân quyền trên quê hương đất nước chúng ta. Đó là những giá trị tin mừng mà Thiên Chúa đã ban cho mỗi người chúng ta khi Ngài tạo dựng nên chúng ta. Amen.